chào đón quý vị đang cùng đến với chương trình thế giới đó đây và hành trình đầu tiên trong tuần này thì chúng ta sẽ đi đến một trong những ngôi làng lịch sử ngàm ngay tại Morocco mời quý vị cùng đi với Hồng Tú nhé A <laughs> Benhadou là một trong những ngôi làng pháo đài lịch sử dọc theo tuyến đường giao thương trước đây giữa Sahara và Marrakech đây được coi là một trong những ví dụ tuyệt vời về kiến trúc bằng đất sét nung của Morocco và đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1987. Ngôi làng nằm trên sườn của một ngọn đồi bên cạnh con sông Unila. Các tòa nhà trong làng được xây dựng thành từng cụm trong một bức tường phòng thủ kiên cố. Những ngôi nhà trong làng có kích thước khác nhau từ diện tích khiêm tốn đến những tòa tháp cao. Một số tòa nhà được trang trí bằng những họa tiết hình học. Ngôi làng cũng có một số công trình công cộng như là nhà thờ Hồi giáo, trạm dừng chân cho đoàn lữ hành, Ngoài nữa là pháo đài này cũng được xây dựng hoàn toàn từ đất nện, gạch, đất sét và gỗ. Đất nện là một vật liệu hiệu quả về chi phí nhưng cần được bảo trì thường xuyên. Nó được làm từ đất và bùn nén và thường được trộn cùng với lại các vật liệu khác để giúp kết dính hơn. Pháo đài của nơi này và các vùng lân cận của Morocco thường sử dụng loại hỗn hợp đất và rơm, khiến cho chúng dễ thấm nước và dễ bị hư hỏng khi gặp mưa. Kết quả là những ngôi làng kiểu này bắt đầu đổ nát chỉ sau vài thập kỷ sau khi bị bỏ hoang. Nơi đây cũng đã được khôi phục đáng kể trong thời hiện đại và một phần nhờ nó được sử dụng làm địa điểm quay rất nhiều những bộ phim nổi tiếng của Hollywood và được ghi vào danh sách di sản thế giới của UNESCO. Nhờ đó mà một ủy ban địa phương đã được giao trọng trách là giám sát và quản lý địa điểm này. Tiếp theo đây chúng ta cùng đi đến khách sạn Deep Sleep nằm ở độ sâu 419m nha. Khai trương vào tháng 4 vừa rồi, Deep Sleep được mệnh danh là khách sạn sâu nhất trên hành tinh, khi nằm ở độ sâu đến 419 m dưới mỏ đá phiến bị bỏ hoang thuộc xứ Wales. Khách sạn có wifi và một con suối nhỏ ở trong ngay trong mỏ. Khách sạn gồm khu vực ăn uống, nhà vệ sinh thiết kế khá đơn giản, 4 cabin hai giường đơn và một căn phòng lãng mạn có giường đôi, có ra trải giường bằng bông. Các thiết bị chiếu sáng đều là loại điện áp thấp và khách sạn chỉ mở cửa mỗi tuần một lần duy nhất từ tối thứ Bảy cho đến sáng Chủ nhật. Do nằm ở độ sâu ở dưới đất cho nên nhiệt độ xung quanh luôn ở mức khoảng 10 độ C. Chủ khách sạn cũng đã cho xây thêm lớp cách nhiệt dày nên bên trong phòng khá ấm áp. Nhưng du khách vẫn được khuyến cáo cần phải mang theo quần áo ấm, ăn mặc gọn gàng, thuận tiện cho việc di chuyển. Để có thể đến khách sạn nhận phòng thì du khách phải trải qua một cuộc phiêu lưu dưới lòng đất. Chuyến đi bắt đầu từ 5 giờ chiều tại căn cứ gần thị trấn Plano, Flesnord. Sau khi đi bộ 45 phút đến ngọn núi nơi có mỏ đá bị bỏ hoang thì du khách bắt đầu hành trình xuống hầm mỏ để tới được khách sạn. Mọi người đều phải đội nón bảo hiểm, trang bị đồ bảo hộ như là đèn, dây thừng, những đôi ủng chuyên dụng để đi qua những con đường tối, trơn, gập ghềnh và leo các bậc thang, băng qua những cây cầu đá cũ. Khách thuê phòng chụp ảnh lưu niệm trước cửa hầm mỏ cũng là nơi lối vào cho khách sạn. Ngoài khách sạn vừa rồi thì hôm nay cũng có một nơi rất dễ thương đó chính là Panda Inn, vừa được đánh giá là một ý tưởng độc đáo kết hợp giữa biểu tượng thiên nhiên Trung Quốc và kiến trúc hiện đại. Tòa lạc dưới chân ngọn núi Nga Mi, huyền thoại thuộc tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc, nơi ngày xưa phát triển ra bộ môn của phái võ thuật nổi tiếng này. Ngày nay thì một khách sạn nhỏ cực kỳ dễ thương với chủ đề gấu trúc lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới. Panda Inn được đánh giá là một ý tưởng độc đáo kết hợp giữa biểu tượng thiên nhiên của Trung Quốc và kiến trúc hiện đại. Với chủ đề gấu trúc xuyên suốt, khách sạn nhỏ này gây ấn tượng chủ yếu với giới trẻ, các đôi tình nhân và hơn cả là những ai yêu mến động vật. Phong màu chủ đạo đen trắng giống như màu lông của nhân vật chính, điểm thêm màu vàng làm tăng thêm nét sang trọng. Phòng tuy nhỏ nhưng mà lối bày trí có phần đơn giản nhưng rất dễ thương. Mỗi phòng có một chú gấu trúc nhồi bông khổng lồ, ôm rất à, rất là mềm rất là dễ thương và những vật dụng sáng tạo mô phỏng chú gấu mắt đen như là gối đệm gối ôm và kể cả bàn ngủ. Còn trên tường là những bức tranh biến tấu nhân vật sáng tạo theo phong cách gấu trúc từ tranh cổ cho đến thủy thủ mặt trăng hay là phim Titanic cũng với hình ảnh gấu trúc chủ đạo. ở Pena Inn còn cung cấp dịch vụ những nhân viên trong lúc gấu trúc chụp hình hay là trò chuyện vào buổi sáng cũng khá là thú vị. Hoặc là khách cũng có thể đi xe đến trung tâm nghiên cứu gây giống gấu trúc cách khách sạn này không xa. Giá mỗi đêm trong Panda Inn cũng khá là rẻ với khách du lịch, chỉ với khoảng từ 40 cho đến 80 Mỹ Kim. Trong tuần này thì chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ một đôi bạn thân, họ cùng nhau du lịch mặc dù là ở độ tuổi 80. Bà Hayslip đã gặp bà Hamby sau khi chồng của bà qua đời vào năm 1999. Cả hai trở nên thân thiết hơn sau khi chồng của bà Hamby cũng qua đời vào năm 2005. Ý tưởng cho chuyến du lịch vòng quanh thế giới bắt đầu từ vài năm trước khi họ chuẩn bị bước sang tuổi 80. Tuy nhiên, chuyến đi của họ đã bị trì hoãn do đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu vào năm họ tròn 80 tuổi. Cho đến năm nay, thì khi cả hai bước sang tuổi 81, hai bà mới có thể thực hiện mơ ước của mình. Hành trình du lịch bắt đầu từ ngày 11 tháng 1 với điểm dừng chân đầu tiên là Nam Cực. Cả hai đã đi đến thăm 18 quốc gia trên cả 7 lục địa, với nhiều trải nghiệm đáng nhớ như là cởi lạc đà ở Ai Cập, ngắm voi ở ngay tại Bali, khiêu vũ ở Nepal, đi ngắm cực quang ở Bắc Cực và lái xe trượt tuyết do chó Husky kéo ở Phần Lan, vân vân. Trong suốt 80 ngày du lịch thế giới, thì họ cũng gặp rất nhiều khó khăn như là vấn đề chính trị ở các nước, các quy tắc, các phong tục khác nhau. Nhưng họ vẫn luôn vui vẻ và không có bất kỳ tranh cãi nào. Đồng thời, gia đình của hai bà đều hết lòng ủng hộ chuyến đi ở tuổi 81. Chuyến hành trình đã kết thúc, đôi bạn đang tiếp tục lên kế hoạch cho chuyến đi ở tuổi 82. Và có thể thấy câu chuyện du lịch của cặp đôi truyền cảm hứng cho những du khách lớn tuổi khác, cũng như giới trẻ đang cho rằng không có gì cản trở được ước mơ khi bạn muốn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một quán cà phê khá thú vị, đó chính là quán cà phê Cú Mèo. Vốn truyền cảm hứng từ những quán cà phê mèo trên toàn thế giới, giờ đây thì ở Tokyo, Nhật Bản, những quán cà phê cú đã trở thành điểm đến mới đầy thú vị cho cả người dân và khách du lịch. Ở ngay tại Tokyo, lệnh cấm nuôi động vật được áp dụng ở rất nhiều chung cư, vì vậy nhiều người đã phải đến những quán cà phê thú cưng để có thể thỏa niềm mơ ước. Tại đây thì họ có thể vừa vuốt ve, chơi đùa với những chú cú mèo, vừa thưởng thức những ly cà phê ngọt ngào. Cà phê cú mèo được trở thành thành phố Tokyo với nhiều hình thức như là một quán cà phê kết hợp một cửa hàng bán thú cưng và cũng có thể là một quán trà nhỏ. Nhiều người cho rằng không giống như mèo, loài cú là một loài động vật hoang dã và không nên được nuôi như thú cưng để giải trí. Tuy nhiên, chủ nhân của những quán cà phê cú giải thích rằng, tại đây thì những quy trình về an toàn đều rất nghiêm ngặt. Số người được vào trong quán cà phê luôn bị giới hạn, vì vậy sẽ là điều bình thường nếu như trông thấy một hàng dài xếp hàng bên ngoài những quán cà phê để đợi được vào chơi với các chú cú mèo. bên cạnh đó thì khách hàng cũng không được phép chạm vào các con cú nếu như không có nhân viên của cửa hàng đi cùng. những tiếng động lạ và ánh sáng đèn flash của máy chụp hình hoàn toàn bị nghiêm cấm. chính vì vậy cho nên độ an toàn của khách hàng và cả những chú cú luôn được bảo đảm. cà phê tại các cửa hàng này cũng rất đặc biệt. thực khách sẽ được thưởng thức các món ăn trang trí theo chủ đề cú mèo như là bánh mì hình con cú, ly in hình cú vân vân. Bây giờ trước khi chúng ta đi đến những địa điểm kế tiếp thì chương trình xin được phép tạm dừng trong một ít phút cho vài thông tin thương mại liên quan đến các cơ sở đã hỗ trợ cho đài truyền hình SET. Hy vọng rằng quý vị vẫn sẽ tiếp tục theo dõi. trở lại với chương trình thì chúng ta cùng đi khám phá Hồng Kông. Bên cạnh một Hồng Kông ồn ào náo nhiệt với nhiều hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn, thì hòn đảo này cũng còn ẩn chứa rất nhiều điều khác biệt. Công trình nghĩa trang bậc thang ở ngay tại Park Fu Lam là một ví dụ mời quý vị cùng đi nhé. Khu nghĩa trang tư nhân này nằm trên thung lũng Park Fu Lam ở ngay tại phía tây của Hồng Kông, là một nơi có cảnh quan hết sức tuyệt vời. Nghĩa trang này được xây dựng vào các sườn núi, các ngôi mộ được xây sang sát với nhau và được liên kết bởi các bậc thang, khiến cho nơi này trông giống như là một đấu trường của La Mã cổ đại. Nhìn từ xa thì chúng ta dễ liên tưởng đến hình ảnh ruộng bậc thang. Nghĩa trang ở ngay tại đây được xây dựng vào năm 1882 trên một ngọn đồi ở trong khu vực này, gần sát với lại một trong những ngọn núi nổi tiếng là núi Victoria, nên khiến cho nơi đây trở thành điểm dừng chân yêu thích của nhiều du khách và người dân bản xứ bởi đứng ở đây thì du khách có thể nhìn thấy phong cảnh của bến cảng nổi tiếng nhất ở ngay tại thành phố này rời Hồng Kông hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến Colombia nơi có con sông được nhiều người coi là dòng sông đẹp nhất trên thế giới còn có tên là sông cầu vòng trong nước chuyển màu rực rỡ nhờ một loại cây thủy sinh đặc biệt tại đây trong thời gian giữa mùa mưa chuyển sang mùa khô khoảng từ tháng 7 cho đến tháng 11 thì cùng với rêu, các loại cây thủy sinh và san hô, loài cây màu đỏ bám vào các tảng đá dọc dòng sông dài gần 100 km, tạo ra một tấm thảm rực rỡ sắc màu ngay dưới bề mặt nước. Du khách đổ về đây để chiêm ngưỡng khung cảnh lộng lẫy với làn nước trong vắt, cho khách có cơ hội quan sát cuộc sống của các động vật dưới nước cũng như các loài thủy sinh tuyệt đẹp này. Xanh lá, xanh lam, đen, đỏ và vàng là những màu sắc chủ đạo. Người dân địa phương cho biết thời điểm lý tưởng nhất để quan sát các loại thủy sinh là sau một cơn bão, khi màu sắc của chúng rực rỡ nhất. Kiến tạo địa chất của dòng sông có nhiều trầm tích, các khối đá ở đây khoảng 1,2 triệu năm tuổi, và điều đó kết hợp với lượng cây thủy sinh phong phú tạo ra màu sắc độc đáo cho con sông. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một cái hồ khá là rùng rợn, vì cứ mỗi năm mùa băng tan trong năm thì lại lộ ra cảnh tượng đáng sợ của hơn 300 bộ hài cốt. Nơi đây là một cái hồ nhỏ có tên là Rupkin nằm ở độ cao 4.900m trên dãy Himalaya, phần thuộc về Ấn Độ. Bị vùi trong băng và vây quanh bởi những dòng sông băng đá, hồ Rupkin như là một kỳ quan thiên nhiên thường thấy, rất xinh đẹp. Tuy nhiên, có một tháng trong năm khi băng tan chảy và có thể nhìn thấu tận đáy của hồ nước cạn này, thì bản chất thực sự của hồ nước mới lộ ra. Dưới đáy hồ là hàng trăm bộ hài cốt bí ẩn. Người ta đã bỏ ra nhiều nỗ lực nhằm xác định những người này là ai và họ đến từ đâu, tử vong như thế nào. Nhưng nhiều câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ về những gì hài ở ngay tại đây. Cái hồ giờ đây được gọi là Skeleton Lake, tức là hồ hài cốt. Hồ nằm ở đấy có một thung lũng nhỏ thuộc dãy Himalaya, thuộc quận Chamoli, Uttarakhand của Ấn Độ. Với độ sâu khá là nông và độ sâu lớn nhất chỉ khoảng 2 mét, Khu vực này là điểm đến nổi tiếng của nhiều khách du lịch mạo hiểm bởi chặng đường ngoạn mục để đi đến đó. Có vài con đường để có thể đi đến hồ, thu hút du khách bởi cảnh quan hùng vĩ và để thỏa mãn sự tò mò và háo hức của khách đi bộ hành đối với lại những bộ hài cốt. Những báo cáo đầu tiên về những hài cốt này có được từ thế kỷ 19, nhưng chúng đã được ông H.K. Mauer tái phát hiện vào năm 1942. Ông là bảo vệ của khu bảo tồn thiên nhiên và ông phát hiện ra một bộ vài bộ xương ở đáy hồ khi nó còn đóng băng. Đến khi mùa hè tới thì hồ băng tan chảy, nhiều di hài hơn nữa lộ ra ở trong hồ và quanh bờ hồ. Người ta tin rằng có khoảng 300 bộ hài cốt ở đây. Do không có bằng chứng nào về nơi sinh sống của con người gần đó, cho nên rất nhiều người tin rằng những người này đến từ nơi khác và họ đã chết trên hành trình của mình. Tính đến hôm nay, kết luận rằng những nhóm người này đã chết vì một trận bão mưa đá dữ dội vẫn là sự giải thích hợp lý nhất. Tiếp tục chương trình chúng ta hãy cùng nhau đi đến Thụy Sĩ để khám phá một nơi giống như là một đấu trường đá nha. Với chiều cao 160m và chiều dài 4km, vòng đài Crux de Van ở ngay tại Thụy Sĩ giống như là một đấu trường đá khổng lồ nằm ngay giữa vùng cao nguyên. Nằm trên dãy núi Jura ở giữa vùng Neuchâtel và Vaud ở phía tây của Thụy Sĩ, nơi này là một đài vòng đá vôi có hình dạng giống như là móng ngựa. Chiều cao của vách đá lên đến 160m và vách đá bao quanh một thung lũng có chiều dài 4km và rộng 1,4km. Từ đỉnh với độ cao 1.126m so với lại mực nước biển, khách có thể ngắm dãy núi Alps ở phía đông và nước Pháp ở phía tây. Trong tiếng Celtic cổ từ Crus có nghĩa là thung lũng sâu. Trước đây thì người ta gọi đài vòng là La có nghĩa là chân của vách đá. Nhưng sau đó thì nó mang tên Cruz de vin". Đài Vong hình thành từ thời kỷ băng hà khi mà một dòng sông băng nhỏ bào mòn một thung lũng sâu trước khi hội tụ với sông băng Rhone ở trên cao nguyên. Với độ cao đến hàng ngàn mét thì vách dựng đứng và hệ sinh thái độc đáo, những ngọn núi phẳng ở Nam Mỹ được ví như là nơi ở của Thượng Đế. Sự bào mòn của sông băng cùng với lại chu kỳ đóng băng, tan băng trong hàng trăm triệu năm khiến những khối đá suy yếu. Cuối cùng thì một phần của núi sụp xuống con sông Aruse tạo ra địa hình như là ngày nay. Tiếp tục chương trình chúng ta cùng đi đến Nepal, là một quốc gia nổi tiếng thế giới với nhiều những cung đường trekking đi bộ tuyệt đẹp. Trong vô số không thể nào quên nhắc đến Annapurna Base Camp. Tuyến đường này được nhiều nhà leo núi có tiếng đánh giá là con đường trekking núi đẹp nhất thế giới. Chúng ta cùng đi nhé. Đầu tiên thì hành trình thú vị này sẽ đưa du khách đến rất gần với rặng tuyết sơn Annapurna. Tại đó, thì khách du lịch sẽ được thấy dãy Annapurna Himalaya, tuyết phủ trắng xóa bao quanh. Không chỉ thế, du khách còn được trải nghiệm hoạt động lưu trú ở các quán ăn nhỏ kim luôn nhà nghỉ ở ven đường, hoặc là kêu và nếm thử những món địa phương thơm ngon. Ở mỗi độ cao khác nhau thì cảnh sắc thiên nhiên lại có sự thay đổi, từ đồng ruộng, lan mạc cho đến các rặng tre, thung lũng sông băng hay là rừng hoa đổ quyền đỏ rực. Chuyến trekking đi đến đây sẽ là một hành trình khám phá văn hóa khi du khách được tiếp xúc và tìm hiểu về dân tộc Maga và Gurung. Tiếp theo, du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng mặt trời mọc trên dãy núi với màu cam nhạt dịu kỳ. Sau đó được ngâm mình thư giãn cho đôi chân ngay tại một trong những con suối nước nóng nổi tiếng là Chinu. Sau thời gian trekking, đường dài thì du khách sẽ được tham gia các dịch vụ giải trí ở ngay tại Pokhara, như là bay dù lượng tại hồ Fewator, đạp xe hay là chèo thuyền. đến đây chương trình cũng đã hết thời gian hồng tứ một lần nữa cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe hồng tứ xin được hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong những chương trình lần sau